Hi, xin chào các bạn và anh chị đến kênh của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn về một loại giống dừa, đó dừa Indo. Thì đây là loại giống dừa thì cũng có rất là nhiều anh chị cũng hỏi em trên cái clip về trồng dừa Indo á. Thì các bạn biết á, thì đây là cái loại do giống dừa Indo, đây là nhà em trồng được khoảng 3 năm mấy rồi các bạn chị. Thì cái loại giống dừa này nó rất là lùn. Nó lùn thôi. Đó. Đó, bạn thấy là cái hoài nó rất là sai. Đó bạn ơi. Đây. Em quay từ từ các bạn chia sẻ các bạn anh chị xem ha. Thì loại nó giống dừa này nó cũng rất là sai đây nè. Mà khi mà từ nhỏ mà nó đậu trái á thì nè, cái là nó có nó mọc thành chùm. Đây, mọc thành chùm nè. Và loại dừa Indo này á, thì cũng nhiều người anh chị mà trồng dừa thì nói cái dừa giống dừa xiêm lục, nhưng mà thật sự là cái đặc điểm của dừa xiêm lục và dừa Indo này nó rất khác, rất là hoàn toàn. Tại vì khi mà em dùng thử á, tại cái dừa này em cũng lúc đầu em cũng nghe người ta nói là dừa Indo á thì uống rất là ngon và ngọt, nhưng mà những người anh chị mà trồng dừa á, thì lại nói rằng là dừa Indo này nó cũng là một loại dừa xiêm lục, nhưng mà thật sự em thấy là rất là khác. Đó, rất là khác. Tại vì khi mà nó còn nhỏ nó cũng nó trổ bông rồi tới nó có trái như vậy nè, cũng khác nữa các bạn chị. Đó. À, đặc biệt là dừa Indo này nó có một lưỡi mèo. Đó. Mỗi bẹ này có một lưỡi mèo thôi chứ không phải là hai lưỡi mèo như cái loại dừa khác. Đó. Để em quay chia sẻ, đây là dừa nhà em trồng nè. Và nhà em thì cũng ngay chỗ này đây, cái này nè. Và đặc biệt là dừa Indo đây các bạn thấy là khi mà này là mới ăn mới xong như này, thì khu vườn này là thì trồng nguyên vườn này, nhưng mà em khu này sửa sạn làm nhà thì nên em đã chặt rồi, còn có mấy cái loại cây này em chừa lại thấy trái rất là sai luôn đấy. Nhưng mà đặc biệt cái điều mà loại cái giống dừa này có ưu điểm á, thì trái rất là sai nè, nhưng mà có cái khuyết điểm của nó là nó nếu mà trổ sai như vậy á thì nó phản là 1 kg trở lại à. Đó, cái đó là đặc biệt. Nhà em máy em cuộc dây nè các bạn anh chị. Đó, một hoài là nó đậu, khi mà nó đậu trái như vậy là chắc cú rồi đó. Đó. Còn cái trái nhỏ nhỏ như vậy là cũng được. Đấy. Thì ở đây là máy em cũng thường thường cũng bỏ phân để trị đuông nữa với thuốc đó. Thì bỏ lên đọt đây nè, rồi bỏ dưới gốc đây này, này đã bỏ phân dưới bên kia vậy đó. Này vẫn còn đây nè. Và cây dừa bên đây thì khoảng 3 năm mấy rồi mà dừa trái rất là sai, cái này cũng ăn cũng mấy lứa rồi đó, ăn cũng được rồi đó. Đấy. Để em đi qua bên đây em quay bạn xem á. Thì ở đây á thì hồi lúc trước thì ở đây một dải, nhưng mà khu này mốt em làm dừa trồng làm nhà nên là đốn đi, còn lại chừa lại vài cây à. Đấy bạn thấy là cái loại dừa đây cũng im, cũng trái cũng to nè. Này bạn thấy là cái trái mà bự sức lớn, cái này là cái dừa ăn nè. Cái sức lớn này là khoảng chắc ký ngoài quá. Nhưng mình đẩy ít trái nên là trái to, còn đậu mà trái nhiều quá thì nó không có to bằng khoảng ký đổ lại à. Nhưng mà thì chắc đổ trung bình quân là khoảng khoảng 1 kg. Còn cỡ 1 kg 3 kg 4 nó hiếm lắm. Cái dừa này cũng nhưng mà đặc biệt á. Này em phải là không phải là chi dòng dừa, nhưng mà theo em ăn dùng thử á, thì các loại dừa mà em qua em clip á, mà các chủ vườn mà chặt cho em uống á, thì em thấy đặc biệt là mỗi loại dừa nó khác nhau, nhưng mà đặc biệt là dừa Indo này nước rất là ngọt, nó ngọt, mà đặc biệt cái cái của nó thì rất là ngon nha, mà không có giống dừa nào mà đặc biệt là cái nó rất là ngon mà béo và ngon đó. Đấy, bạn thấy là cây dừa đặc biệt ưu điểm của dừa Indo này là đậu rất là sai. Em qua đây em quay cho bạn xem đây này. Đây bạn thấy là dừa sai đây. Đó. Này đây em chặt mấy lứa đó, đây nè. Một hoài nè. Rồi bên đây có một hoài nữa nè. Các bạn thấy là một hoài bên đây nữa nè. Đó, ở đây là nhà em ăn rất là thường xuyên. Nên là có nhiều anh chị thì chê dừa Indo, nhưng mà em thấy cái dừa Indo này có một cái khuyết điểm nữa là không biết là khoảng hồi năm thứ hai á là ăn cái lứa đầu tiên á thì nó bị nứt á, nứt trái á. Nứt nhiều lắm. Nó nứt nhiều, có khi là một hoài, có khi là 4 năm trái là bị nứt
nhưng mà đặc biệt nên có nằm nhầm chỗ thì nó không bị nứt. Em cũng không hiểu là lý do là phân hay là gì, nhưng mà em thấy cái cây, nhưng mà được cái là em thấy nè, nó rất là sai nè. Em thấy thích nhất là cái loại giống này, loại giống dừa nè. Là bạn thấy là cái loại này nó rất là to nè, trái nó sai lắm, to trái khoảng 2 4 6 7 8 8 trái, 9 trái là trái to như vậy. Còn mà nhiều hơn nữa thì nó không có sai, trái không to bằng. Em đi xuống em quay chỗ này thế này, hồi đó là mấy cái gốc ở đây nha, cũng có trái sai lắm, mà do là chuẩn bị làm nhà, nhà em làm nhà nên là em chặt. Bạn thấy nè, gốc nó rất là thấp nó, mà anh chị xem nè, nè mấy cái này là đậu luôn nè. Đó, thấy bạn thấy nè, đặc điểm của dừa Indo là trái nó dài. Đấy. Đó, trời, thấy rất là tuyệt vời luôn nè. Đây, cái quài này khoảng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái. Đó. Đó, bạn thấy nè, cái dừa một trái nó to cái này. Đó. Đó. 13 trái mà trái cũng to nè. Đó. Đó, bạn thấy bên đây nữa. Đó, các bạn thấy cái dừa này cực kỳ sai nè. Đó, nhưng mà cái trái này chắc lớn không nổi, tại vì nó sai quá, nó trái hơi nhỏ. Các bạn thấy là cái mê cái độ mà cái loại trái dừa Indo này là trái nó rất là dài, nó khác với loại trái dừa người ta dài nè. Đó. Đó, là bạn thấy là mỗi cái trên đây là có cái lưỡi mèo trên đây. Đó. Đó, bạn thấy cái hoài này 2 4, đặc biệt là nó có dạng chùm á, 2 4 6 8 12 14 16 18, này khoảng mười mấy 20 trái luôn nè. Bên đây nữa nè. Đó, bạn thấy là dừa Indo là cái đội cái là cực kỳ dễ thương, là rất là sai. Đó. Bên đây nữa nè. Đó. Quá trời sai luôn. Đó, bên đây nè. Đó. Cái này mười mấy trái, 13 14 trái, còn bên đây là khoảng khoảng 20 trái. Quá trời đâu, nhưng mà cái đỉnh nước mà lớn cỡ này thì không biết làm sao. Đấy. Tại vì cái nó sai thì cái nuôi, thì các bạn nghĩ là cái cây dừa mà nó sai á thì nó phải nuôi, nuôi thì phải trái phải nhỏ. Đó. Còn cái này thì 13 trái thì chắc cú rồi. Tại 13 trái thì nó nuôi, chỉ 13 trái này có trái hơi bị đẹp nè. Nhưng mà khoảng nếu mà cái hoài nào khoảng chục trái ra đời thì trái rất là to. Còn trái nào mà sai quá thì nó hơi nhỏ lại chút xíu. À, bên đây là có một cây nữa nè. Đó. Nếu các bạn nào anh chị nào thích trồng dừa Indo á thì có thể là mình lựa chọn dừa này cũng được. Nhưng mà cái ưu điểm này, trái này nè. Thấy nè. Cũng to nè. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó sai, trái nó cũng sai nữa. Nhưng mà nước rất ngọt, cái rất là ngon, nhưng mà cái khuyết điểm là cũng nhiều thương lái chọn trái dừa một khoảng 1,3 kg, nhưng mà dừa Indo này được 1,3 kg thì cũng ít lắm, nên là cái hạn chế của nó là trái hơi nhỏ nha, trái hơi nhỏ nó bạn thấy. Nhưng mà đặc biệt là cái dừa này nó trái nó sai lắm, nhưng mà đòi hỏi mà bự và to như các loại dừa sim khác á, thì chắc không được. Tại vì đây là em nó là trồng dừa nhà nên là em không phải là để bán dừa nên em nói, nhưng mà ở đây là em chia sẻ là cái kinh nghiệm trồng dừa Indo á, thì nhưng mà đặc biệt cái dừa Indo này nó trái rất là sớm nha, là cái ưu điểm nó luôn nè. Đấy. Bên đây nè, ở đây là nguyên khu vườn bên kia với ở phía sau á là nhà em trồng dừa Indo, dừa Indo cũng mấy công á, nhưng mà chỉ cái bán cho thương lái mà gọi là tuyển á thì cũng ít lắm, mà chỉ bán lẻ với bán cho khách ở thành phố mà trở thành phố bán á thì được thôi. Nhưng mà cái đó là cái khuyết điểm, tại vì người ta lựa trái bự, mà nếu mà trái bự không á thì hiếm lắm, nên là cái đó là cái cũng là cái khuyết điểm của người trồng dừa ha. Nên là khi mà mình chọn giống mà để trồng á thì cũng rất là quan trọng để cho một cái thu hoạch được cao á, nên là mình chọn cho nó đúng đắn, chứ để mình chọn mình ham thấy cái nhất thời theo kinh nghiệm của mình á thì mình cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ đi đến tận vườn để chúng ta xem
xem tận mắt rồi chúng ta hãy mua giống, chứ chúng ta qua điện thoại mà không đến nơi thì cũng cũng khó lắm các bạn anh chị. Rồi em quay chia sẻ cho các bạn anh chị về cái loại giống dừa Indo nha. Nó bạn thấy rất là sai không? Nếu các bạn của anh chị muốn lại dừa em có dịp về trộn thì các bạn có thể là ghé xã Tân Mỹ thì tham quan dừa Indo này nha. Rồi em cảm ơn các bạn anh chị cũng đã xem clip của em. Rồi chúc các bạn anh chị ngày mới được vui vẻ nha. Cảm ơn anh chị đã xem clip.